Sương mù sáng nay sức đi úp trời. Nhìn thì đẹp lắm nhưng mà lạnh. 7 giờ sáng sớm hôm nay là thứ tư đầu tháng tư rồi. Khi mà trời sắp chữa ra mùa đông thì có những ngày sương mù giống vậy nè, sương mù luôn không nhìn thấy gì luôn. Đẹp quá phải không? Rất là đẹp. Kế bên nhà sắp sửa xây chip lật 2 căn. Cảnh đẹp quá.